Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sấm Dì TV. Thì sáng hôm nay là đúng mùng 3 Tết. Mùng 3 Tết thì không có gì đặc biệt, vẫn rất là bình thường ở quê mà. Thì Huy với ba đang cùng nhau đẩy đất ra phía sau ở bên hông này để nâng cái phần đất lên cho nó cao thêm một chút xíu để mình trồng cây làm sao cho nó có cái chất dinh dưỡng. Tại vì cái đất này là đất phù sa, đất phù sa mà Huy với ba đã mua về. Mình trồng mấy cây mai ở trên cao á cho nó khỏi bị úng nước, tại vì mai rất là sợ bị úng nước luôn. Là lúc trước là do nguyên nhân là Huy lấy cái đất ở dưới ao lên rồi đổ trải ra, mà cái đất dưới ao là cái đất cà gian đó, nó kết dính, nó dẻo lắm, cho nên là chất dinh dưỡng nó không được tốt. Nên là bây giờ là mình sẽ thay đổi chút xíu, là ở trên bề mặt đất mình sẽ cho cái phần đất nó hơi có cái độ cát chút xíu, nó có cái độ thông thoáng, cái đất nó sẽ hay hơn. Thì trước Huy quên nãy giờ, không gì hơn, đầu năm mới Huy thay mặt ba và gia đình chúc tất cả cô chú anh chị có một cái Tết hoặc là an lành và hạnh phúc, an khang thịnh vượng, cầu gì được nấy đó. Thì và sau khi mà đẩy đất xong thì chắc là Huy sẽ làm một cái mâm cơm, nó có một cái gì đó mang một không khí ngày Tết, mà Huy không biết còn được cái món gì ở trong nhà nữa. Tại hôm bữa nó ít quá rồi, ăn ăn hết rồi cũng ớn rồi. Chắc bây giờ có cái gì thì Huy làm đại cái đó nha. Chứ bây giờ mấy cái ngày này mà, à bây giờ mình sẽ review một chút xíu về mấy cái cây mai của nhà mình. Nhỏ thôi, nhỏ cỡ cỡ này thôi mà nó đã ra bông rồi, mà bông của nó là bông đặc biệt hơn luôn, đó là bông hoa mai lai cúc đây này. Đó cả nhà nhìn nha, cây mai này thì không phải là mai thường như là mình hay thấy đâu. Đây là loại mai cúc, mai lai cúc nè. Mình nhìn mình thấy giống hoa cúc đúng không? Cây này thì nó cũng gần bằng cái ngón út mình, nhưng mà nó cho bông rồi nè. Cho bông từ dưới thân lên. Đó. Thấy chưa? Nhưng mà nó mùng 3 Tết nó mới nở luôn. Cái này là hồi mùng 1 này,
Còn mấy cái này là chắc mùng 4, mùng 5 luôn à. Không nữa kịp tại vì mình không có cho nước vô. Tại mấy cái cây nhỏ nhỏ vậy mình không có dám cho để bông. Để bông là nó bị suy cây, nó không phát triển. Đây. Ở đây cũng có mấy nụ này. Đó, mấy cây nhỏ này. Ở ngoài đây cũng một cây nữa này. Đó, không biết cái này có phải cúc hay không. Mình sẽ nâng cái phần này lên. Ở ngoài đây mình sẽ làm từ từ làm ra vàng đậu á. À, ở bên đây là vàng dưa. Đây, dưa leo. Dưa leo và dưa gan. Thì không biết là hồi lúc là ba mình chỉ cái chỗ này là cái dưa gì đây. Còn mình nghĩ thì đây là dưa gan cả nhà. Người có đoán như vậy không? Nhưng mà mình thấy cái trái thì nó dài dài rồi nè. Trái nó dài dài nhỏ nhỏ này giống dưa leo vậy ta. Lúc ba chỉ cái đây là dưa gì nè? Dưa leo, đúng rồi. Vì cái trái này nó dài dài là dưa leo này. Đây, dưa leo mình sẽ cho bò lên đây nha. Đây, nó sẽ bò tự nhiên luôn. Mình không ép nó luôn. Cho nó bò tự nhiên, nãy thích bò thì nó bò. Còn nó thích nằm thì nó nằm. Đó, cuộc sống mà không có ép buộc ai được hết. Kể cả cái cây luôn. Còn mà nó khó chịu quá thì mình phải ép buộc nó. Đó, cho nó bò như này nè. Nó bò dài rồi mình cũng dẫn lên lại thôi. Đây đây. Đây, mấy em dưa leo nhỏ này. Sau một thời gian khoảng tầm một tháng thì mấy em cũng đã phát triển rồi này. Rồi mấy em cũng vô bụng mình. Mình thì thích ăn trái cây hơn. Trái cây, củ quả. Còn mà thịt thà thì mình ít lắm. Quay video thì mình ăn gì mình cố gắng mình ăn. Còn chủ yếu là mình ăn mấy trái cây thì nó sẽ tốt hơn. Cái nhà nhìn nè. Nó giống như con sâu vậy á. Đó, nó có con bẻo à, rất là dễ thương luôn. Rồi em lén em lớn lên nha, em lớn lên xong anh xem thử em có giòn không. Dưa leo này mình ăn sống chấm với lại nước mắm dầm ớt. Hồi nhỏ hay nhớ đi mót dưa leo á. Đi mót dưa leo rồi cầm thêm chén mắm dầm ớt vô. Ăn rất là ngon. Đó. Ở bên này là chắc là chờ nước về rồi thì theo nước vô xong thì chiết bông rồi bứng ra để mình trồng theo thẳng hàng thẳng lối. Chứ trong này thì nó đang mọc lộn xộn nè. Ở bên kia họ tứ quý thì nó đang giảm bớt rồi. Còn mấy loại này thì không biết. À, biết cái loại này là gì rồi. Họ dại. Còn đây là khổ qua tàu nè. Không thì mình gọi là khổ qua tây không được, to á. Bên đây mình có mấy cái bí xanh mà nó ra bông không à. Đây nè, nó ra được một trái nè. Được một trái này không biết ăn được chưa. Tại thường người ta, bí này người ta ăn trái nhỏ lắm. Mà cây nó sao nó không có bò, nó cứ lên như thế này. Đây nè, đây đây đây. Bí này là mình không thể nào mà mình để tự nhiên được. Đây, mình sẽ lấy một cái bông đực nha. Đây, một cái bông đực. Đây, bông đực gọi là nhụy. Mà bông cái gọi là nhụy. Mình sẽ cho hai em nó kết hợp vô. Đó, mình tha lên cái đầu nhụy nha. Lấy cái nhụy tha vào cái đầu nhụy. Tại vì con trùng á, nó cũng không có xử lý được cái vấn đề này kỹ lắm. Cho nên là mình phải tự tay mình làm thôi. Tự tay làm thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đó, mình tha vô. Sau một thời gian thì nó sẽ đậu được trái. Chứ không là nó sẽ như thế này. Đó, không tha là trái nó như thế này. Còn mà tha thì trái nó sẽ to hơn. Nó sẽ đạt chất lượng. Rồi, mình trồng được một cái hàng đây thôi nè. Đó. Tại vì cái loại bí này khó trồng lắm. Ủa qua thì trồng mấy cây nó cũng queo queo. Chắc mai mốt là mình phải trồng lại, xen kẽ lại. Giờ để mình qua mình phụ ba thêm chút xíu nữa.
Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với Huy. Thì sáng hôm nay Huy với lại ba cũng phụ nhau đẩy ít đất ra ở ngoài mấy cây mai để nâng đất lên trồng mai cho nó tốt á. Thì nãy giờ ăn cơm rồi thì mới nhớ thực ra là Huy mình làm luôn. Huy thì lát về sớm rồi cho nên là mất công chiều nay mình làm hơi trễ á. Mình tính buổi chiều là làm cái món gỏi để đãi mọi người ăn. Và dùng cái phần quà của một cô, đó là cô Trang ở bên Úc đã tài trợ một số tiền để đi lì xì cho gia đình. Sẵn tiền. Đầu tiên thì đây mọi người, em mình và mọi người ở nhà tên Ni, mà ở với tên tên trường hay là ở công ty, công ty đó là tên Nguyên đó, ba mình đó, nãy cháu mình đang ăn cơm đây là Di Chi. Nó to lên nha, để xa lắm á. Thì trước tiên á là con cũng thay mặt gia đình cảm ơn cô Trang rất là nhiều đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Sắp Gì TV và đặc biệt là con. Và bữa nay cô có gửi con một ít tiền để lì xì. Thì đây mấy đứa cháu nó chạy vòng vòng. Cô có nhờ là Huy gửi cho ba lì xì cho ba là 2 triệu. Đây qua đây. Rồi của em mình cũng 2 triệu. Đây lì xì trong đây 2 triệu. Rồi của Di Di là 1 triệu. Và còn những thành viên khác thì chắc là để buổi chiều là Huy sẽ tổ chức làm cái món ăn đó. Là Huy sẽ lì xì luôn, là Huy sẽ công bố luôn cái số tiền và những ai được nhận cái phần quà này nha. Bây giờ ba gửi mấy lời cảm ơn tới cô chú rồi. Thì trước tiên bữa nay cũng công bữa ăn trưa thì cũng cảm ơn cô Trang tốt. Thì cũng nhờ Huy trao tặng cho ba cũng quá quá cũng là 1 năm đã qua. Thì cũng cảm ơn cô Trang tặng tiền để còn có mua cái này kia. Một lần nữa cũng cảm ơn cô. Rồi, nên cảm ơn cô Trang ơi. Dạ, lời đầu tiên thì con chào cô Trang. Thì hôm nay rất là bất ngờ thì đang ăn thì anh hơi do anh lì xì. Thì con cũng không có gì hơn thì đầu tiên con chúc cô là năm mới sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi. Và con luôn cảm ơn cô luôn luôn ủng hộ anh Huy. Là cảm ơn cô rất nhiều. Chị Duy coi. Thôi thì vì không có gì hơn thì cảm ơn cô Trang đã luôn yêu thương và luôn đồng hành cùng nhóm tụi con cũng như là chú trong những cái chặng đường vừa qua. Thì năm mới con xin chúc cô thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Làm gì mà đầu tiên tôi chị? Dạ. Nhỏ rồi. Rồi rất là cảm ơn khán giả đã theo dõi video của Huy nha. Thì bây giờ chắc là mình cùng gia đình sẽ ăn ít cơm nữa, rồi chiều đây mình sẽ tiếp tục thực hiện cái món ẩm thực và lì xì luôn cho những thành viên còn lại mà cô muốn gửi lắm. Bây giờ ăn cơm. Chị Dê ăn cơm tiếp đi. Ăn đỡ không? Ăn chén rồi. Ăn chén rồi. Đấy mấy là mình đang làm sớm rồi mà không chịu quá. Không quá, giờ ăn xong. Mà lại nhớ là ước của anh ở ngoài và cái bữa á, đứng ở trong bữa nhìn ra nghe nói là cô mấy là làm một cơm ăn cùng gia đình. Đúng rồi. Em quên nhé. Tại vì có thầy với cô lên nhờ mình làm một số việc cho nên là hơi mất thời gian chút xíu nên là sẵn tiện thôi. Thay đổi kế hoạch. Còn biết anh Hải chịu xuống không? Ba người anh xuống. Thì hồi đó giờ là mình chưa có chia sẻ chị mình là ai, em mình là ai. Chị thì chắc là mọi người chưa biết, thì cũng chưa có cơ hội để mình quay tại vì chị hơi khó khăn chút xíu, chị còn kẹt lại trong thành phố không có về được. Còn em mình thì cũng đi làm ở trong thành phố luôn. Vừa rồi dịch thì cũng bị dính rồi xong cũng ở nhà đi tự xử ở trong đó. Cũng qua cũng rất là may mắn. Đỡ lắm.
Thì em mình là bằng tuổi của Vi, cũng hình như học chung khối. Chung khối, chung trường, chung lớp. Mình cũng chung khối chung trường luôn. Không, sáu lớp thôi là sáu lớp. Thì cách mấy lớp rồi? Chúc mừng cả nhà cùng ăn cơm. Nãy giờ mừng quá quên. Mời mọi người. Cũng no rồi, có gì xin phép. Chứ bây giờ ăn món nữa. Tương thì cũng có mấy miếng thịt với lại mấy cái trái bí mà hôm bữa mua sẵn á. Là nấu lên chua. Chua. Chua chua. Thịt bí nữa. Đây suy nghĩ có món cá trê canh chua rồi đấy. Cá trê kho tiêu. Cá trê kho tiêu. Bí thì nấu canh. Ăn kèm với lại một ít củ cải. Không mà lúc cái thòn đi ốm á. Nhìn giống anh với Ly giống y chang luôn. Vậy hả? Bây giờ thì sao? Giờ chọn khá chết. Chấu này này nó cho rồi nó cho với cái ngần chấu mình thì chắc chắn là có một phần quà rồi, nhưng mà nó chiều á, chiều mình nói tiếp. Bây giờ nói dài dòng bao nhiêu thì mấy giờ về anh à, nó sớm tên của Gigi là mình đổi tên đổi hình rồi nha cả nhà, đổi tên là Vivi. Từ Gigi thành Vivi. Mặc đồ này luôn. Đó, mặc đồ này luôn. Đó. Nhìn tưởng như bị cục tay, thực chất là đang đứng nghiêng á. Đó là Gigi đang bị bắt cóc nè. Đang bị bắt cóc thiệt mà. Chào mừng tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh 6 giờ TV. Và cái bên mình là anh Nguyễn Khắc Hải. Và phía sau lưng mình là một cái mai vàng khổng lồ. Wow. Cái mai này là nhà hàng xóm nhà Huy đúng không? Dạ. Ở nhà hàng xóm mình. Nhà anh bé là anh mà hồi lúc mà đã giúp Huy sửa cái nhà á. Giúp Huy, anh nhận cái nhà để nhà Huy sửa lại. Đó, cái mai này thì ảnh cũng có cái ý là muốn bán rồi đó. Nếu cô chú anh chị nào mà có ngỏ ý thì cứ ra giá đi. Để Huy hỏi tham khảo thử ảnh, nếu có bán được thì Huy sẽ chốt đơn cái mai giá trị 100 triệu đồng. 100 triệu đồng. Rất là đẹp luôn. Thì năm mới đầu xuân thì Huy không có gì hơn xin chúc tất cả các chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, thành công trong việc và luôn luôn giữ một cái tinh thần lạc quan,
ước được cái gì, là đạt được cái đó, mong được cái gì, là mong được cái đó. Thì đó. Thôi thì bây giờ là tiếp theo với lại cái món gỏi của chúng ta. Thì cái gỏi này tại sao cái này... em chưa mà. Em đặt cho nó là cái món gỏi Ấn Độ. Nói chung mà cái gỏi này thì anh cũng có coi em làm và nhìn nãy giờ vô cái tô gỏi này. Thì sự thật thì mình thấy thì kiểu như là tất cả những cái đồ cũng như là đồ của Việt Nam hết 100%. Cá nè cũng như là ớt, tất cả những cái đồ mà Huy ướp vô trong này thì riêng cá nhân mình là mình thấy 100%. Nhưng mà tại sao lại kêu là gỏi Ấn Độ? Ấn Độ là cái đây là cái có cái gì của Ấn Độ trong này đâu mà lại đặt lại là gỏi Ấn Độ. Để biết nó tại sao là gỏi Ấn Độ thì một lát nữa thì anh sẽ biết nha. Rồi bây giờ là Huy sẽ tiến hành vào thực hiện cái món gỏi này. Thì hồi mới nãy là mình cũng đã xử lý một cái số đó là rau này. Đó, một cái số nguyên liệu đó là rau. Đây, rau mình sẽ cho ra ngoài đây luôn. Cho ra ngoài lá chuối. Thì đã cắt cái lá chuối ở vườn nhà mình. Hôm nay thì Huy chuyển cái khung cảnh sang nhà ông anh để tạo thêm một cái view mới. Các bạn có thể là ghé lên đây chụp hình check in cái kiểu thì Huy sẽ lấy giá rẻ thôi. Lấy cái chỗ này thì Huy sẽ thu phí khoảng 100 ngàn một người. Đó, để cái mai này có giá trị 100 triệu đồng lận. Rồi, tiếp theo là em với anh sẽ lột bưởi ra. Đó, này. Lột bưởi bỏ vô. Ủa vậy hả? Dạ. Thì đó, lột ra. Ấn Độ chỗ nào đó? Thì anh cứ lột đi, cứ lột đi rồi một lát em sẽ chỉ cho anh tại sao là cái món này gọi là món gỏi Ấn Độ. Đấy. Bưởi nha, lần đầu tiên trong đời đạp máy xanh xuống đây chơi. Thì anh thấy cái món gỏi này có cái điều gì khác lạ không? Nói chung không có biết tại sao lại kêu là gỏi Ấn Độ. Tại vì mình thấy là theo cá nhân mình thì mình thấy thì tất cả những cái đồ Huy làm ở đây toàn là những cái thứ thường cũng như là những cái nguyên liệu của Việt Nam và họ dùng để làm gỏi thôi. Có quan sát thì cũng không có thấy là cái em có ướp cái gì của Ấn Độ không? Em có ướp cái chai gì của Bách Hóa Xanh đúng không? Có không? Để biết được thì đến sau khi hoàn thành cái món này thì mình sẽ tiết lộ cho cả nhà tại sao nó là món Ấn Độ nha. Sao anh thắc mắc vậy? Không, tại thấy đâu có cái thay không thấy hả? Mình thấy không có. Có đây. Mà em thấy nãy giờ luôn á. Ồ vậy hả? Thấy có nãy giờ luôn á. Mình do anh không biết hả? À, anh thấy phía sau này có đẹp không anh? Đẹp. Đẹp hả? Khán giả cũng đang khen quá trời luôn. Mấy cô mấy chú nói wow cây mai đó đẹp. Đó. Mấy cô chú đang bình luận kìa. Cây mai đẹp quá trời đẹp luôn. Wow. Ước gì có được cây mai đó. Tỉnh thấy chưa anh thấy không? Đó có một chú bình luận kìa. Ôi. Nó nghe á. Có một em chó cái bên nhà nó nghe. Để giữ cây mai đúng không? Giữ mai. Đó thấy không? Nhìn gỏi ra gỏi Ấn Độ rồi đó. Thì sáng hôm nay nguyên một ngày thì Huy cũng phụ giúp ba làm cái vườn. Rồi buổi trưa là đáng lý là Huy làm xong cái món này rồi. Nhưng mà thì Huy cũng đã giải thích trong video là cô với thầy lên thăm gia đình chơi nói chuyện rất là vui. Cho nên là Huy tạm gác lại để chiều Huy thực hiện video này. Và trong video này thì có rất là nhiều cái phần quà đặc biệt. Đặc biệt là những món quà như là lì xì giá trị về tiền mặt và tinh thần của một cô, đó là cô Sung Trang ở Úc, đã tài trợ cho Huy một cái số tiền để Huy có thể là giúp cô thay mặt cô để lì xì cho gia đình. Thì và có hai thành viên gia đình của mình, mặc dù không có ở đây nhưng mà cô cũng muốn lì xì luôn, đó là mẹ mình và chị của mình. Thì cô muốn gửi cho mẹ mình là 3 triệu và chị mình là 3 triệu để có thể là động viên tinh thần trong cái mùa dịch bệnh này ở trong Sài Gòn. Do công việc vừa qua thì cũng rất là khó khăn, không có làm gì được để ra số tiền để chi trả cuộc sống. Thì Huy cũng tâm sự, cô hỏi Huy thì Huy tâm sự. Rồi đó thì cô thấy cũng cảm động và cô thương thì cô giúp. Còn những cái vấn đề sâu xa thì cả nhà có gì sơ sót thì mọi người bỏ qua cho Huy nha. Luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ mấy anh em để mấy anh em có động lực làm những video hay hơn.
Và không ngồi ra thì anh Hải cũng là một thành viên cũng hay quay chung với anh em. Và Hùng này, Ngân này, rồi Vi này. Vi thì hồi trưa mình đã có lì xì rồi. Rồi ba mình, rồi em của mình. Wow. Cô không biết nói cái lời cảm ơn như thế nào gửi đến cô nữa. Thực sự cô rất là tuyệt vời. Đây, rồi tiếp theo mình sẽ cho cá vô. Em đầu tiên để em chắc cái nước chanh ở bên trong rồi cái. Rồi. Đây, Huy sẽ trộn một xíu nước mắm vào bên trong cá cho nó thấm nha. Đây này. Đó. Trộn vô một xíu cho nó thấm này. Nước mắm này thì mình đâm nước mắm ớt, tỏi và đường. Rồi, đây. Nhìn nó rất là ngon. Cá này người ta gọi là cá suốt. Cá suốt này nó nhỏ, thịt nó rất là dai. Và mình làm gỏi thì ăn khá là ngon. Tại vì cái chất lượng thịt của nó vừa dai vừa ngọt. Mà ăn nó rất là tốt, rất là nhiều chất dinh dưỡng ở bên trong cá này. Cho nên là đa số là người ta sử dụng để làm gỏi. Tại vì muốn ăn nguyên chất nè. Rồi bây giờ Huy sẽ cho lên trên đây nha. Đó. Wow. Ồ, nhìn cái món gỏi coi. Không biết là mấy anh, mấy chú mà sành bên hội xếp bằng không biết nhìn cái món gỏi này cảm thấy như thế nào. Rồi giờ là mình sẽ trộn lên cho nó đều nha. Vừa trộn thì mình sẽ vừa cho nước chấm rồi. Wow. Wow. Đó giờ anh đã thấy cái món gỏi Ấn Độ này chưa? Món gỏi Ấn Độ thì chưa thấy bao giờ, chưa ăn luôn á. Chưa ăn luôn. Chưa bao giờ ăn cái gì cái món gì của Ấn Độ luôn á. Đây là kiểu như là nếu như mà lần đầu tiên á, nhưng mà tới thời điểm này thì nãy giờ vẫn đang thắc mắc tại sao lại đặt tên là gỏi Ấn Độ. Tại vì tất cả những cái gia vị, những cái gì nó em ướp đây thì anh chỉ thấy là những cái món kiểu như là những cái như rau củ quả thì của Việt Nam mình thôi. Nước miếng em giờ nó tứa ra hết luôn rồi anh ơi. Em chờ không nổi nữa. Chứ không lẽ mắm độ. Em đâu biết đâu, một lát thì em sẽ biết lộ. À. Anh có cảm thấy hồi hộp không? Hay là anh cảm thấy nôn nóng để biết là tại sao món gỏi này Ấn Độ không? Chị thắc mắc không? Rất thắc mắc. Thì tánh anh thì em biết anh rất tò mò. Ở ví dụ cái hay gì hỏi mà hay hỏi. Rồi mình sẽ trừ lại một miếng mắm nhỏ này để mình chấm nha. Khi mà nó lạc thì mình chấm vô. Cái món gỏi này thì thực ra là nó cũng là một cái món gỏi bình thường thôi. Nhưng mà khi kết hợp đó là cái bưởi nhà trồng. Lặt cái bưởi vô. Khi mà cắn miếng bưởi nó nổ ra cái bụp ở trong miệng nó chua chua, ngọt ngọt, rất là đã, rất là thanh. Rồi bây giờ cái này mình sẽ ăn kèm với lại bánh tráng. Đây, để mình trang trí cho nó đẹp mắt, cho nó đầy đủ của một món gỏi nha. Này, khi mà lên nhà hàng á, nhà hàng mà kiểu đồng quê á, thì họ sẽ để như thế này. Đó, họ sẽ để một ít bánh tráng như thế này cho mình, một chén nước chấm nhỏ nhỏ. Rồi sau đó là đậu phộng. Đậu phộng người ta sẽ rắc lên trên. Đó. Gỏi là không bao giờ thiếu đậu phộng nha. Đậu phộng càng nhiều thì món gỏi nó càng ngon. Nên mình cho hết luôn. Ok. Vậy là xong, món gỏi của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng nhau thưởng thức cái món gỏi Ấn Độ này. Và bây giờ xin mời anh Hải hãy thưởng thức món gỏi Ấn Độ này đi anh. Ấn Độ bây giờ như thế này, món đó. Ấn Độ thì chúng ta sẽ có những cái cách ăn nó riêng biệt của Ấn Độ. Là thứ nhất, tay trái anh đâu? Rồi bây giờ anh bỏ tay vô túi quần. Bỏ cái tay trái vô túi quần. Ăn gì món gỏi này sao lạ hả ta? Dạ đúng rồi. Rồi anh cảm thấy như thế nào? Thì... ấm không? Hả? Ấm hơn đúng không? Thì nói chung bỏ vô túi quần thì cảm thấy nó... đúng rồi, cái bàn này ấm hơn. Đúng rồi, cái điều đó thì tất nhiên rồi anh. Nhưng mà Ấn Độ chỗ nào? Tay phải của anh đâu? Đây cái đâu? Rồi bóc ăn đi anh. Gì ba? Mình thường thấy á, Ấn Độ họ ăn bằng tay phải mà họ bóc không à. Em quên đem đũa à.
Thật ra là em quên em đũa, cho nên là sẵn tiện em đặt luôn nó là món quà Ấn Độ luôn. Nhưng mà không sao, ăn bánh tráng mà anh, bây giờ mình xúc ăn hay không? Mình xúc ăn được mà, cả nhà thông cảm nha. Vậy bây giờ để mình Ấn Độ là chỗ đó hả? Thì đó, Ấn Độ là đó đó. Bây giờ mình rất là thắc mắc luôn cả nhà. Mình kiểu như là mình thấy tất cả những nguyên liệu Huy làm ở đây á, đều là cũng kiểu như là cũng cái món gỏi hay trộn á. Tại sao mình bị thắc mắc tại sao lại là gỏi Ấn Độ? Mình cứ tưởng là Huy có một cái chất liệu, cái nguyên liệu gì đó của bên Ấn Độ, hoặc là một cái công thức nào đó của Ấn Độ để Huy làm ra cái món này. Ngờ đâu bóc nó. Rồi bây giờ để Huy cắt một cái, trong vòng 30 giây Huy sẽ lấy đũa ra cho mấy anh em cùng nhau ăn nha. Rồi trước tiên á, thì để động viên và để ngon miệng hơn khi ăn cái món này, thì Huy sẽ gửi lại cái số tiền để như là động viên tinh thần của mấy anh em trong suốt cái thời gian qua khi mà quay chung video với Huy, đặc biệt là trên kênh Sắm Gì TV. Thì đây là số tiền 1 triệu nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là số tiền của anh Hải. Em gửi anh Hải trước. Rồi của Hùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và cô cũng có nhắn với mình luôn đó là gửi cho Bé Ngân luôn, lì xì Bé Ngân luôn 1 triệu nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhưng mà Bé Ngân hôm nay nó đi xuống ngoại hay đi xuống nội gì đó, mệt quá, kêu là chắc em lên không nổi, anh lên nó ngủ luôn rồi. Cho nên là Hùng sẽ thay mặt nhận cái số tiền này để gửi cho Bé Ngân luôn. Bây giờ sẽ trao lại cho Hùng nha. Rồi, bây giờ Hùng với lại anh Hải gửi một số lời cảm ơn đến cô chú, cô Xuân Trang ở Úc. Trước hết là con cảm ơn cô Xuân Trang ở rất là nhiều. Chúc cô Xuân Trang là năm mới sức khỏe, thành công và vạn sự như ý. Cảm ơn ạ. Con cũng xin cảm ơn cô Xuân Trang rất là nhiều luôn ạ. Thì năm mới con cũng không có gì hơn ngoài lời chúc cô có một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý ạ, và an khang thịnh vượng. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn những cái lời chúc rất là chân thành gửi đến cô. Và cô còn dành tặng riêng cho Huy là 2 triệu động viên Huy. Thì Huy cũng thay mặt gia đình, thay mặt tất cả anh em và bản thân mình cảm ơn cô Xuân Trang rất là nhiều, vì cô đã luôn luôn theo dõi và đồng hành với Huy trong suốt thời gian này. Và cô đã giúp Huy rất là nhiều lúc trước, thì cô cũng đã có hỗ trợ Huy để Huy làm những video thiện nguyện nữa. Nên bây giờ là chúc cô và gia đình luôn luôn bình an, luôn luôn nhiều sức khỏe, dồi dào trong cuộc sống và thành công trong công việc. Bây giờ xin mời tất cả cô chú anh chị cùng thưởng thức cái món gỏi này với mấy anh em. Bây giờ xin mời mọi người. Đây. Giờ mình chấm cái nước mắm trước đúng không? Bây giờ mình sẽ ăn theo kiểu Việt Nam. Đây là món gỏi Việt Nam anh ạ. Đây. Bỏ miếng cá. Bỏ một miếng. Ồ, có bưởi này thấy không? Đã không? Cầm. Wow, xin mời mọi người nha. Cái này ăn là phải thả cái miệng bự ra anh. Dạ. Nhưng mà mình phải chia lại. À, ý là gọi ăn đồ mà ăn kiểu Trung Quốc đó phải không? Dạ. À, kéo áo. Số 1 luôn. Nhất nách. Không có gì là bàn cả anh. Cắn cái miếng bự á, tự nhiên nó lạnh lạnh. Yeah. Cá nó cũng lạnh lạnh. Mời cả nhà luôn. Ăn không biết có lạnh bụng. Số 1. Không có gì để tả. Ngon quá. Quá chuẩn, quá chính xác đến từng mm luôn. Lần đầu tiên ăn món gỏi Ấn Độ này rất là ngon. Ấn Độ. Ngon hả? Cá rất ngon nè. Nó chín rồi. Nhưng mà nó vẫn còn cái độ dai dai. Ngon lắm cả nhà ơi. Chanh mà nó làm cá này chín luôn nè. Thấy không? Anh nhìn kỹ vô đi. Nó tái chín luôn thấy chưa? Nó đặt nó đục lại. Mời cả nhà luôn. Cho nên là mình làm gỏi á, mình nên làm cho nó kỹ chút xíu. Bóp chanh cho nó nhiều vô, cho cái cá nó chín rồi.
anh Hải nói bự á. Anh nói bự á nên là anh Hải mới nhường bít lại. Đã nhất à. Bưởi nổi nổi mà từ đâu mà Huy biết được cái công thức để làm ra một cái món cá như thế này? Từ đâu ha? Từ bản học từ thông. Đâu? Đó là học từ đâu á? Cái nước là em đã từng học trong Sài Gòn. Cái nơi học thì em học riêng thầy. Thầy đó thì bây giờ nếu mình nhắc tên thì chắc cũng khá là nhiều người bất ngờ. Đó là thầy Alan Nhĩ, siêu đầu bếp Việt Nam. Wow. Nhắn tin riêng với thầy, thầy chỉ công thức riêng luôn. Nên mình tạo ra, tức là thầy luôn luôn có những cái tư tưởng đó là từ một cái món phức tạp nhất trở về cái món đơn giản nhất, và từ một cái công thức chung đưa ra những cái công thức riêng cho từng các món khác nhau. Đó, thì mình bật mí chút xíu sơ sơ như vậy thôi, thì cả nhà sẽ tự cảm nhận được tại sao mình làm mấy món đồng quê đơn giản thôi nhưng mà cái cách của mình làm ra nó lại khác biệt hoàn toàn. Ăn nó lại ngon. Hãy tìm là lạ. Biết là nhà không? Cay ngon. Bùng, không biết ai đây. Đây nè, bùng miếng đá mình còn, chứ lại có một miếng rơm trong này, nhớ mà. Thì nhớ là cái còn viên đá với lại một miếng rơm trong này. Xin mời cả nhà miếng nước luôn. Cả nhà miếng gỏi Ấn Độ luôn. Đã quá. Sau đó là em từ cái công thức gỏi chung, em sẽ làm ra các loại gỏi riêng từ các nguyên liệu khác nhau. Đó, nó như vậy đó. Nên Huy cũng chia sẻ những cái bí quyết. Ví dụ như là cái nước mắm trộn gỏi á, mọi người chủ yếu quan trọng là nước mắm với lại đường. Còn cái độ cay thì cái đó ai cũng làm được. Ăn thích cay thì bỏ ớt nhiều. Mắm với đường lúc nào nó cũng bằng nhau á. Nó hay vậy đó, là nó sẽ ngon ha. Ngon quá. Anh nhớ nha, học hỏi á, bài học hay á. Học mai mốt đừng mua nữa. Khán giả nói lắm á. Hãy nói là không, nói gì. Khán giả họ cũng rất là thích đúng không? Thông cảm. Thông cảm. Mình là luôn đọc hết mọi comment của mọi người và trả lời. Đó, họ lại quay gì khán giả của Huy thì của Huy á, làm của Huy á thì rất là lịch sự, còn là những cô chú lớn tuổi họ comment rất là lịch sự, chứ không phải như trước đây của anh. Không có, đó là sự thật. Trước đây anh khác hả? Trước đây những cái clip của mình làm ở cả nhà thì trước đây thì đa phần là những bạn trẻ. Hồi trước là mình làm về giỏ, giỏ và những cái clip chôn thì đa phần các bạn trẻ vô xem thì họ comment nó tiêu cực lắm, nhưng mình vẫn trả lời ba câu thôi, cảm ơn bạn. Thả tim, trả lời ba câu cảm ơn bạn, chứ cũng không có gì ở đây. Cuộc sống mà. À cuộc sống mà. Cuộc sống mà. Không biết cả nhà có đã xem chưa? Đã xem chưa hay là đã like chưa? Trong mấy câu rap của anh Kho Nhí có câu đó mà. Làm vừa lòng ai gì đó. Mất gì phải làm vừa lòng ai? Đúng rồi. Chưa chắc xong hết mùa 1 thì lo chim mùa 2. Lo chim mùa 2 người yêu đồng phái. Cuộc sống mà. Mất gì phải lo suy nghĩ. Rất hay luôn. Cũng có mấy người á, họ comment họ chửi anh á. Hồi trước á, mấy cái clip trước á, mấy cái clip mà võ thuật đồ trôn rồi, hồi trước á, anh nhắn vô, anh like, anh thả tim, anh cảm ơn bạn cái họ xóa luôn á. Họ xóa luôn cái bình luận đó. Quê. Anh đang đi kiếm người chửi lộn mà mình không chửi lộn cái quê. Nhiều lắm. Không chửi lại á. Đến giờ em ăn xong á, em không cảm nhận được là cái miếng cá với cái miếng bự nó như thế nào. Hai cái nó y như nhau vậy đó. Cắn nó cũng sức. Cắn rồi nó vẫn nổ ra cái nước rất ngọt ngọt, chua thanh thanh. Tại vì khi mà mình ướp con cá với lại chanh á, thì cái độ ngọt của cá và độ chanh chua kết hợp lại với nhau thành chua chua ngọt ngọt. Cắn miếng bự y chang luôn, dai ngọt sực. Cho nên là mình phải ăn riêng một cái miếng cá. Đó là cái ý đồ của em, để ăn riêng miếng cá đó anh. Đây, để mình thử coi nha. Mềm ngon. Thịt cá nó mềm mà cái phần da nó dai dai á. Cắn sức xong nó giữ lại. Họ cũng hay dùng cái câu của miệng của người Việt Nam mình, họ dùng cái câu là ăn như ăn gỏi á.
À. Có thể là, có nghĩa là sao, có nghĩa là gỏi lúc nào cũng ngon đúng không? Không phải là gì không? Có đó là suy nghĩ của anh đúng không? Ngon như ăn gỏi. Người ta hay nói câu là ăn như ăn gỏi á, ví dụ mình ăn gì đó, mình ăn nhiều quá người ta nói ăn, nó ăn như ăn gỏi vậy đó. Họ hay nói cái câu đó. Nhanh dễ ăn. Mà đẹp ghê hả? Cây mai này anh trồng bao lâu mà sao mà đẹp dữ vậy ta? 12 năm. Quê, 12 năm. Có 12 năm à? Ừ. Vừa hỏi ông chú kia kim gốc mai của ổng tới 20 năm. Nhiều quá đẹp không á? Nụ quá trời nụ luôn. Năm nào nghĩ đó. Nụ rất là sai. Năm trước em chụp hình rồi, trời ơi nó như vậy nè. Ngon quá. Có khi nào mình bút giá lên gì rồi mình phải giữ kỹ hơn không? Ừ. Ngon quá. Các nhà bữa phải học thêm một khó đầu bếp quá. Còn bữa cần chỉ học ở đâu chẳng. Lên kênh Sắm Dừa là có hết. À, không biết là vừa rồi thì Huy có đăng cái MV Cuộc Sống Mà, thì không biết là khán giả có thích những video MV ca nhạc đó hay không, và những bài hát đó có ý nghĩa hay không, thì các nhà cứ bình luận ở phía dưới. Thì để sắp tới Huy có thể nghiên cứu thêm một vài bài của mấy anh em để có thể là giúp đỡ Huy ra những cái MV mới nữa, hay hơn nữa, hướng tới cái tương lai là Huy sẽ làm những cái video nó đặc sắc, nó lạ hơn cho các nhà xem. Ủa, nhưng mà Huy mà hồi trước á cả nhà, mình xem mình cái video rồi đó, thì mình nghe cái tiếng của Huy ngày nào cũng gặp nè, mình nghe và cái đó mình cũng ai hát không, ai hát không, mình không tin luôn, mình không tin cả nhà, mình không tin. Nhưng mà sau khi cho mình coi cái clip hậu trường á, ảnh ngồi chặn cầm cái mic đây nè, ngồi hát ngồi hát mình tin. Hát cho mẹ về với con. Là cũng có cái video mình phải quay lại những khoảnh khắc đó. Đôi khi lên trên một cái MV là cái chất giọng của mình và những cái câu hát của mình ra là phải đúng, nó phải đúng chính tả. Nhưng mà mình cũng hay dễ sai chính tả lắm, cho nên có lúc mình hát trật, có lúc mình hát trúng. Và mình thì hay sửa xíu giọng lại. Lên đó là mình sẽ có giọng rồi nó khác, nó bị vòm hơn, nó bị nghẹt mũi hơn, mỗi lần lạ, mỗi lần mình hát là nó bị nghẹt mũi. Hát mở mới lạnh lên cho khỏi ồn á. Hát mở mới lạnh lên thì bắt đầu nó bị lạnh mũi. Lạnh mũi nó nghẹt. Anh Hải nghĩ là thu âm là phải phức tạp, là phải đứng đồ mic chà bá lửa gì rồi. Đúng rồi, thấy tại vì mình thấy ca sĩ thu âm á, họ gắn vô đây được hả? Tầm hát đi các bạn. Hay là mình lấy cái đoạn đó mình bỏ vô cho khán giả xem thử ta. Chắc vậy đó, anh nghĩ vậy đó. Anh nghĩ vậy á. Mình sẽ đưa cái động nó vô 3, 2, 1. Tôi như nước qua cầu đấy mà, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, một tắt đồng hồ tiền tự nhiên đến tay, anh em gầm xa xong à. Rồi đó là đó, xong thấy à? Đó cả nhà thấy không, nó rất là đơn giản. Không có gì gọi là phức tạp đối với tem tụi mình, thì đối với vào tay của Hùng là nhưng mà khổ cái là khổ mấy anh em chỉnh sâu. Mấy anh em chỉnh sâu thì gãy đầu bất đầu bất tóc. Tóc tội cho bé Đạt. Đạt chỉnh. Đạt trần official thì em ấy giúp Huy chỉnh là lòng nhạc với lời của mình vô xong chỉnh lại cho nó hợp lý. Cái cộng độ nó cũng khó khăn lắm, giống như edit video vậy á. Như mình hát lang thang một mình gần xa, đó là cái giọng mình tự nhiên nó khác đúng không anh? Đúng rồi. Còn khi mình nói là đó, em khi em mình lắng nghe mọi thứ lăn quanh tiếng thở dài, nó lại khác. Tại vì khi mà hát vô hay là mình làm một cái gì mà đúng cái câu từ á, nó sẽ chuyển qua thành cái giọng Bắc. Tại vì giọng Bắc là cái giọng chuẩn nhất. Chuẩn Việt Nam. Phải giọng Bắc là giọng Hà Nội hả? Giọng Hà Nội của người Hà Nội. Hà Nội là chuẩn nhất. Mà nó hơi lai lai chút xíu. Thì đó, video của Huy chắc là khá là dài luôn. Thì rất là cảm ơn mọi người. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Và đặc biệt là cảm ơn riêng cô Xuân Trang ở Úc đã tài trợ cho Huy, để giúp đỡ mấy anh em, giúp đỡ gia đình trong giai đoạn Tết này. Như là những cái lời động viên, những cái phần quà rất là ý nghĩa. Một lần nữa,
cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Gì? Ôi gì làm sao? Ủa sao? Chào hẹn gặp lại anh bé tay chứ. Đâu đó. Hả? Nên sao? Thì mới chào hẹn gặp lại thì anh bé tay. Tết rồi mà chào thì nữa. Làm sao đi, má? Đi. Sao cái đây Huy làm nhiều cách mình không hiểu được á. Chứ gì đâu. Choáng. Chưa, quên, đúng rồi, chưa, bye bye mà. Quên. Chưa, rồi, 3, 2, 1, chưa nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye. Quên sai. Không phải bạn. Chưa, khúc này có nhà đâu, khúc này có nhà không? Có anh. Quên bất tiền nào đây? Để khi nào mà hết pin cái đèn nào mai rụng hết thì thôi. Một tiếng sau. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Đây bây giờ mình sẽ đem cái này nè.